Hàng năm, cứ vào giữa tháng 11 âm lịch cho đến khoảng 25 tháng Chạp, người Nguồn ở Minh Hóa, Quảng Bình lại rộn ràng với cái Tết đặc biệt của mình. Đó là cái Tết báo hiếu mà người Nguồn gọi là bưng cỗ Tết hay còn gọi là tục dỗ sống để tỏ lòng hiếu thảo với con cháu đối với các bậc sinh thành. Ngoài những món ăn truyền thống của người Nguồn, trong bữa cơm như bánh chưng, cá khe, rau tớn xào tôm, gà thì còn có các con làm những món mà cha mẹ yêu thích ăn nhất. Bữa cơm được dọn ra, các con, các cháu lần lượt dành những lời cầu chúc cho bố mẹ, ông bà sống lâu trăm tuổi để hưởng phúc vui cùng con cháu. Bên cạnh đó, nếu có ai phạm phải những điều mà ông bà cha mẹ buồn trong năm qua thì đây cũng là dịp để nói lời sám hối. Dù ông bà, cha mẹ không đòi hỏi, nhưng bổn phận con cái khi đã có cửa nhà riêng, đã làm chủ được cuộc sống thì không thể bỏ qua lệ này. Nếu không lo nổi bữa cơm tương tất theo tục dỗ sống thì cả làng sẽ chê cười, năm mới tài lộc sẽ ghé chẳng ghé vào nhà. Chị Đinh Thụy Thúy Nga, sinh năm 1988, con gái bà Hữu, lóng hầm xương là món mẹ tôi rất thích ăn. Món này được nấu ruột cùng cây chuối, rừng băm nhỏ, hầm với xương heo và gia vị. Thời gian hầm càng lâu thì càng ngon. Hôm nay tôi và các chị dâu đi chợ sớm tìm mua được cây chuối rừng ngon nên nấu mẹ rừng mẹ. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ bày riêng ra một phần mâm để mẹ bưng sang mời ông ngoại, bố đẻ của bà Hữu. Và mâm đây để đặt lên bàn thờ cho cha ông. Thắp hương cúng ba xong, con cháu mới bày mâm để mời mẹ và các bác. Đáp lại tình cảm của con cái, bậc sinh thành sẽ dặn dò, cầu chúc cho con cháu những điều tốt đẹp nhất. Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng mâm cơm báo hiếu vẫn còn nguyên giá trị văn hóa. Dù đi đâu về đâu, người Nguồn cũng luôn nhớ và thực hiện những phong tục tốt đẹp này. Ngày nay, phong tục này đã vượt qua khỏi làng bản và lan truyền một cách mạnh mẽ sang các nơi khác. Nhiều tộc người ở Minh Hóa và cả người Kinh trên địa bàn cũng học theo phong tục hiếu đạo rất ý nghĩa này trong những ngày Tết xuân về.